Thuyết Vinh và đầu bếp Thanh Vũ xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày với chủ đề Món Ngon Giao Mùa. Anh Vũ ơi, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến khán giả món ăn gì đây? Hôm nay anh sẽ chia sẻ với quý vị khán giả thay đổi một chút trong cách chế biến với một món ăn rất là dân dã và quen thuộc để trở thành một món ăn ngon và có sự khác biệt. Chỉ cần nghe anh Vũ nói thôi là em đã thấy thích thú rồi đó nha. Vậy là chúng ta chỉ cần thay đổi một chút trong cách chế biến thôi quý vị à. Là món ăn quen thuộc của mình đã có hương vị khác biệt, rất dễ nhớ và dễ thực hiện nữa. Nhưng em vẫn chưa biết đó là món gì hết. Đó là món cà tím nướng. Cà tím nướng, vậy là đúng như anh Vũ nói là một món ăn dân dã. Mà em thấy hầu như ai cũng thích món ăn này hết á. Đặc biệt là trong những hôm trời se lạnh nè, ăn cà tím nướng với lại nước mắm mỡ hành là không muốn bỏ đũa xuống luôn đó anh Vũ. Nhưng mà chắc chắn là quý vị khán giả cũng như là em đang rất là tò mò, không biết anh Vũ sẽ thêm vào món ăn này nguyên liệu gì để cho có hương vị khác biệt đây. Trong món ăn ngày hôm nay chỉ là anh sẽ bổ sung thêm ít chất đạm nè, một ít vị chua béo để cho món ăn nó hài hòa hơn. Và đặc biệt sẽ không có sai với tiêu chí là chỉ cần trong tích tắc chúng ta sẽ có ngay món ăn này. Nghe hấp dẫn quá anh Vũ ơi. Và món ăn này có tên chính xác là cà tím nướng mayonnaise. Nguyên liệu chuẩn bị cho món ăn này gồm có 2 trái cà tím, hành lá, 100 g thịt nạc xay, nước cốt chanh, ớt băm, hành tím sắc lát, tỏi băm, một số gia vị thông thường và sốt mayonnaise Aji Mayo. Trước tiên, cà tím chúng ta sẽ dùng nĩa, chúng ta xăm xung quanh cà tím như vậy. Tại sao mình lại phải dùng nĩa để xăm cà tím xung quanh mẹ anh Vũ? Chúng ta dùng nĩa để xăm cà tím như vậy để khi nướng cà tím được chín kỹ bên trong. Như vậy đây là một lưu ý mà tất cả chúng ta phải ghi nhớ nha quý vị. Khi thực hiện món ăn này thì hãy dùng nĩa để xăm xung quanh trái cà tím. Làm như vậy thì cà tím của chúng ta sẽ chín kỹ bên trong. Chúng ta sẽ cho một cái vị nướng lên và chúng ta cho cà tím lên nướng. Chúng ta nhớ xoay đều nha, tiếp viên nhớ canh xoay đều giùm anh. Chúng ta sẽ cho thịt ra tô và ướp với một ít hạt nêm, ai chi ngon, một chút tiêu và một chút đậu hành băm. Đây, mình cho vào đây một ít đậu hành băm. Và cuối cùng anh phải cho vào đây một ít nước lạnh. Tại sao mình phải cho nước lạnh vào vậy anh Vũ? Chúng ta cho một ít nước lạnh vào để khi chúng ta xào thì thịt được tơi ra, không bị dính vào nhau. Và số hành lá còn lại anh sẽ cắt nhỏ. Sau khi thấy vỏ cà tím phồng lên như vậy và chúng ta kẹp nhẹ vô như vậy, thấy bên trong vừa mềm là cà tím đã chín rồi đó. Chúng ta sẽ tắt lửa ha. Và chúng ta gấp ra và cho vào trong một cái dĩa dài như vậy. Và chúng ta dùng một màng bọc thực phẩm, chúng ta bọc kín lại. Thưa quý vị và các bạn, cà tím sau khi nướng xong chúng ta dùng màng bọc bọc lại để khoảng 15 phút như vậy để cho cà tím tiếp tục chín bên trong. Kế tiếp chúng ta sẽ xào thịt heo. Rồi anh cho vào đây một ít dầu. Bây giờ dầu nóng chúng ta sẽ cho hành tím vào. Chúng ta để lửa lớn nha các bạn. Thơm rồi đó anh Vũ ơi. Chúng ta để cho cà tím hơi ngã ngã màu vàng một chút. Hành tím đã chuyển sang màu vàng như vậy ha. Chúng ta sẽ cho thịt vào. Đây, chúng ta cho thịt vào xào. Sau khi em thấy thịt đã chín và ráo nước như vậy, chúng ta tắt lửa. Chúng ta cho vào đây hành lá. Chúng ta cho thêm vào thịt xào một muỗng canh sốt mayonnaise Aji Mayo để tạo nên vị béo và chua nhẹ cho món ăn. Đây chính là điểm nhấn đặc biệt trong món ăn này đúng không anh Vũ? Đúng vậy. Như vậy là mình sẽ cho mayonnaise Aji Mayo vào món ăn này làm cho món ăn thêm hương vị, có một chút chua chua nè, béo béo nữa mà ít dầu mỡ nữa phải không anh Vũ? Đúng vậy em mà. Đó là lý do tại sao trong nguyên liệu ban đầu thì anh sử dụng chỉ là thịt nạc xay thôi. Sau khi xong thì chúng ta sẽ tắt lửa ha, chúng ta để qua một bên. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn em cách pha nước mắm chua ngọt cũng rất là nhanh. Em đã chuẩn bị nửa chén nước lọc, anh sẽ cho vào đây một muỗng canh nước mắm, một muỗng canh đường, một muỗng canh đường, cho vào đây nửa muỗng canh nước cốt chanh, ít ớt băm và tỏi băm vào. Cà tím sau khi chúng ta để 15 phút ha, chúng ta sẽ lọc vỏ như vậy. Ở trong ruột vẫn còn màu xanh đẹp quá luôn anh Vũ ơi. Và một điều nữa các bạn, để cho chúng ta dễ lọc vỏ trái cà tím thì chúng ta nên để trái cà tím còn ấm ấm thì chúng ta sẽ dễ lọc hơn. Rồi bây giờ anh sẽ cắt dọc trái cà tím như vậy, cắt ra những cái miếng nhỏ như vậy đó. Nhưng mà chúng ta nhớ là để thành hình nguyên trái cà tím mới hấp dẫn. Chúng ta cho ra một cái dĩa. Rồi anh sẽ rưới nước mắm lên trên đây như vậy.
muối nhiều nước mắm một chút thì cà tím sẽ thấm đúng rồi. Nước mắm là và rất là ngon. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cho thịt xào với lại sốt mayonnaise lên trên. Và cuối cùng thì anh cho một ít ngò rí trên mặt như vậy. Đây, anh sẽ gắp cho em một miếng. Miếng cà tím. Nè, với một ít thịt xào với lại sốt mayonnaise. Em cảm ơn anh Vũ. Phát biểu cảm nhận như thế nào cho quý vị khán giả cùng biết. Món ăn của anh Vũ nấu này có vị béo béo của mayonnaise nha, rồi mặn mặn của nước mắm nè, rồi đặc biệt nhất là cà tím rất là ngọt và mềm nữa, ngon lắm luôn đó anh Vũ. Cảm ơn giám khảo đã có lời khen. Thưa quý vị và các bạn, với sốt mayonnaise Aji Mayo, chúng ta có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau, vừa ngon vừa lạ. Hy vọng rằng với món ngon giao mùa cà tím nướng mayonnaise hôm nay sẽ làm hài lòng quý vị khán giả và những thành viên trong gia đình. Và chỉ cần chúng ta thay đổi một chút trong cách chế biến thôi thì món ăn của mình đã có một hương vị khác biệt hơn rồi. Và hy vọng là quý vị khán giả sẽ dành thời gian để cùng thực hiện và cảm nhận hương vị đặc biệt của món cà tím nướng mayonnaise cùng với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Món ngon giao mùa. Đầu bếp Thanh Vũ và Tuyết Vinh chúc quý vị sẽ thành công với món ăn này nhé. Và quý vị cũng đừng quên chia sẻ cảm nhận của mình với chương trình thông qua hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số điện thoại 083-823-7557. Đầu bếp Thanh Vũ và Tuyết Vinh chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.